Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn vào bếp làm món cổ gà nhồi thịt. Nguyên liệu mình chuẩn bị 2 cái cổ gà. Mình mua gà về ăn thì mình đã nạp lại 2 cái cổ bỏ xương, lột nguyên lấy cái da. Một củ sả, một ít gừng, mình đã băm nhuyễn. 350g thịt nậu xay. 20 cái nấm hương, 5 cái mộc nhĩ, 5 củ hành tím mình đã băm nhuyễn. Bây giờ mình sẽ xay cái mộc nhĩ nấm hương này. Và bây giờ mình sẽ cho vào cuối mình xay. Sau khi mình xoay được cái hỗn hợp mộc nhĩ và nấm hương này, cho vào cái bát này. Tiếp đến bây giờ mình sẽ đi trộn thịt. Mình sẽ cho cái thịt này vào trong cái bát nấm hương này. Cho một thìa cà phê đường. Thìa cà phê hạt lên. 1/2 thìa cà phê tiêu. Một thìa cà phê nước mắm. Nên mình ở đây là mình đi mình còn đi phi cái hành này cho nó thơm lên, xong mình cho vào đây rồi mình trộn đều. Và bây giờ cái chỗ hành phi này mình sẽ cho hết vào cái bát này, bát thịt này. Mình sẽ trộn đều này. Mình sẽ đi cái bao tay là mình bóp đều lên. Mình diễn với nhau. Cho thêm cà rốt thì các bạn sẽ thái hạt vị, các bạn cho vào đây trộn cùng. Đây, sau khi mình đã trộn đều cho nó ngấm gia vị, mình sẽ để 15 phút cho nó ngấm gia vị, xong mình sẽ đi mình nhồi. Sau khi thịt để ngấm gia vị 15 phút rồi thì bây giờ mình sẽ đi nhồi. Trước khi nhồi mình chuẩn bị một cái kim. Cái
kim, một đoạn chỉ này. Mình để đây để tí nữa mình khâu. Và bây giờ mình sẽ nhồi. Món này thì rất là đơn giản, ăn thì chuẩn bị bữa đi rất là ngon. Lại thêm được một món ăn được con gà. Nếu các bạn không nhồi thịt xay thì các bạn nhồi giò sống cũng được, rất là ngon các bạn. Giò sống mình ăn con giò. Khi nhồi xong thì mình sẽ lấy cái kim mình khâu cái này hả. Rồi đây mình đã nhồi xong rồi, một cái cổ gà rất là đáng yêu đó bạn ạ. Mình để đây tí nhồi xong mình sẽ khâu một thể ở đây. Nhồi tiếp. Sau khi mình đã nhồi xong rồi đây, và bây giờ mình sẽ lấy chỉ mình khâu vào. Bây giờ mình sẽ lấy kim chỉ ra mình khâu. Và bây giờ mình đã nhồi xong và mình khâu xong rồi, mình cắt. Mình cắt cái chỉ này để cho nó dài khoảng 3 phân. Đến lúc mình hấp xong thì mình sẽ cầm cái dây này mình kéo, mình rút cái là cái chỉ này nó sẽ tuột ra. Và bây giờ mình sẽ cho cái gừng với cái xả này vào mình xoa. Mình cho cái gừng
Rồi mình sẽ để là 40 phút các bạn nhé. 40 phút là gà chín rồi. Mình sẽ đặt. Mình đặt đồng hồ 40 phút, sau 40 phút là ra mình sẽ cho ra là chín các bạn ạ. Sau khi mình đã đặt được 40 phút rồi, bây giờ bếp đã tắt rồi thì bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Cơm. Mình đã hấp xong rồi đây. Và bây giờ mình để nguội, xong là mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để khoảng 3 giờ đồng hồ các bạn nhé. Thì cho nó cứng vào thì mình mới thái được. Rất là ngon các bạn. Và bây giờ mình để cho nguội và để cho trong tủ lạnh. Đây, sau khi mình đã để cái cổ gà vào trong tủ lạnh được mấy giờ đồng hồ rồi, bây giờ mình sẽ cho vào để thái. Rất là rắn chắc, rất là cứng luôn. Đây, cái chỉ thì mình sẽ cầm cái dây chỉ, cái đầu chỉ nó dài thì mình kéo này. Kéo ra này hết chỉ. Đây, cái này cũng thế, chỉ đấy, mình để cái đầu chỉ, mình cầm mình rút cái chỉ cái này hết. Kéo ra. Bây giờ mình sẽ thái ra cái gừng cho béo này. Rất là rắn chắc các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món ổ gà nhồi thịt rất là ngon bắt mắt. Đây mình thái lá chanh, mình rắc lá chanh vào. Và cái ăn cái cổ gà này cũng như thịt gà, mình đã chấm với muối, mấy này đây là cái hạt mắc kén mình giã ra cùng với muối, chanh và ớt nữa các bạn ạ. Một cái cổ gà này, được một cái đĩa này rất là ngon và bắt mắt các bạn ạ. Các bạn nào yêu thích món cổ gà nhồi thịt này thì các bạn hãy nhanh tay vào bếp làm cho gia đình mình và những người thân thưởng thức cho nó khác lạ, thêm được con gà, thêm được một cái món này nữa, ăn rất là ngon, các bé rất là thích, rất là dễ ăn các bạn ạ. Lá chanh này rất là ngon, ăn rất là thơm. Chúc các bạn vào bếp thành công và ngon miệng với món cổ gà nhồi thịt này nhé. Chào các bạn.